Cũng xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Mai Vàng 64. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thật là vui vẻ nha anh em. Thì hôm nay sẵn cuối tuần chăm sóc mai thì quay cho anh em xem cái cách mà trồng mai với cách chia sẻ về cách chăm sóc mai của em cho anh em xem ha. Đó, thì trước mắt anh em là một cây mai ha. Thì cây mai này nó cũng dạng cũng có ô đế ha. Đế cũng 4-5 cộng vậy nha anh em. Đây. Thì hầu như là nó tứ diện hết nè anh em. Thì có nó có mấy cộng chéo qua trở lại nè. Thì mai mốt mình sẽ cắt bỏ nha. Đó, đế thì nó ăn xuống đất luôn nè. Thì nó ra một bệ đây nha. Thì nữa những cái đế này nó khích lại với nhau. Thì nó sẽ tạo cho mình cái bộ đế đó đặt nha anh em. Nói chung cây mai đế nơm mà anh em trồng thì tầm khoảng trên 5 cọng đế là được rồi ha. Còn nhiều đế quá thì nó sẽ nhỏ cọng đế à, nhỏ đế nó, và nó cũng đặc lại nhưng mà nó dày lắm nha anh em. Còn trường hợp mình trồng cây mai mà đế nơm á là khoảng 5 6 7 8 cọng là được rồi nha anh em. Không cần phải nhiều quá nha anh em. Đây. Nè, tàn của cây đây. Tàn từ trên cao nhìn xuống nè. Đó. Anh em thấy là mình đã rong nhánh này ha. Và tạo cho cây nó có cái bộ tàn thoáng nha. Để chiếu là nó nuôi nó mọc 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 cành nha anh em. Cành mọc cốt nha. Đấy. Anh em lưu ý là khi mà cây nó phát triển á, như thế này á, thì anh em bấm chặn tược bớt lại nha. Đừng có để cho cái nhánh nó ra dài quá. Nhánh ra dài quá thì cái nhánh của mình nó sẽ không được mập nha anh em. Cái nhánh mình nó sẽ bị nhỏ. Thì cây mình nó sẽ không có lực nha. Anh em phải bấm chặn lại để tạo cho cây nó có cái bộ nhánh. Đó. Bộ nhánh nó lực ha. Nè. Xương cành nhánh nó lực bự. Đó, sau này anh em sẽ tiến hành cắt ha. Cắt đôn. Côn tàn này tạo cành nhân nha anh em. Còn bây giờ trong quá trình mình đang nuôi cho nó mập nhánh nè. Thì qua Tết mình sẽ tiến hành cắt. Cắt theo hình dáng của cây tàn thông nha anh em. Rồi thì chủ yếu là chia sẻ với anh em là cái những bộ đế của cây mai ha. Nói chung là cây mai anh em đầu tiên là nên ưu tiên cho em là nhất đế, nhì thân ha. Tam cành tứ bông. Nhưng mà bông thì bây giờ nó cũng rất là quan trọng nha anh em. Thì anh em lưu ý cái chỗ mặt bông ha. Mặt bông từ 5 đến 8, 12 cánh nha. Là 5 cánh khích. Anh em là trồng mai mà 5 cánh chuồng chuồng thì anh em nên trồng để ghép thôi nha. Còn nếu mà anh em mình nuôi lâu dài thì nên chọn những mặt hoa như vậy. Như là mai giảo Thủ Đức, mai nhiều loại mai khác ha. Mai cúc này kia nha. Chủ yếu bây giờ người ta trồng là giảo Thủ Đức nhiều nha anh em. Bông từ 5 đến 12 cánh ha. Và cánh khích nha anh em. Đó. Còn nói về bộ đế á, anh em phải ưu tiên chọn bộ đế cho em nha. Là cây trước khi anh em trồng á, nếu mà anh em trồng số lượng ít thì anh em phải chọn bộ đế đẹp nha anh em. Anh em trồng từ 50 đến 100 cây thì anh em tuyển cây nào mà có bộ đế đẹp anh em trồng cho em ha. Còn mà cây có bộ đế xấu thì anh em nên đừng trồng nha. Hoặc là cây không có đế á thì trồng cây mai sau này nó chỉ có bộ tàn thôi nha anh em. Bộ tàn thôi thì nó đâu có gì đâu mà thú vị ha. Sau khi mà mình trồng tới Tết nó có bông. Nó bông xong rồi là bông nó rụng thì còn cạnh nhánh xương thôi, bộ tàn thôi. Thì đó đầu cây nó bắt đầu nó phát triển lại. Còn cây mai người ta có đế á thì anh em nhìn vô bộ đế á, nhìn theo cái kiểu này hình dáng này kia của nó thì nó cũng rất là thú vị nha anh em. Nói chung là một môn nghệ thuật nha. Chơi kiểng thì phải vậy, phải có hình dáng thì này kia. Còn mà trồng mai mà không có đế là đối với những anh em trồng số lượng nhiều bán 5-10 ngàn cây nha anh em. Còn anh em mà nếu mà anh em mà trồng mục đích là trồng chơi, trồng nuôi cây, sau này có cây chơi Tết, chơi bông và anh em trồng kinh tế nhỏ thì anh em nên lựa những cây mai nào, mai con mà có bộ đế đẹp anh em hãy trồng nha.
tại vì bây giờ thị trường rất là cạnh tranh nha anh em. Rồi nó thà mình bỏ ra số tiền ngày cao tí xíu, nó cây mai mà nó có bộ đế thì nó mắc hơn những cây mai mà có bộ, không có đế ha. Đó, vì anh em trồng nó sẽ sau này nó ok hơn nha, tại vì trồng một cây mai nó rất là lâu, từ 5 đến 10 năm anh em mới bán được ha. Mà cây mai mà 5-10 năm mà nó không có giá trị cao bằng, không có cây mai không có đế, nó sau 5-10 năm nó không có giá trị cao bằng cây mai có đế nha anh em. Anh em lưu ý chỗ đó ha, cây mai anh em có đế thì anh em sau này rất là dễ bán nha. Đó, trồng anh em phải tính toán nha anh em. Thời buổi bây giờ nó rất là cạnh tranh, mà mai mà mình mới biết chơi, mới biết trồng mai mà ra thị trường mà mai mình xấu nữa ha, là người ta không có mua nha anh em. Dự tính là lái nó chèn ép nó nha anh em. Vì vậy anh em phải trồng cái mai mà sao cho đẹp, có đế, hình dáng xương cành cốt này kia đẹp, đều đẹp, bông đẹp là ok nha anh em. Rồi thì nói qua là quay lại là chiếu là mình giới thiệu cho anh em một số bộ đế cây mai của bên vườn mai của mình nha. Đây đó, hầu như là mai của mình á, cây nào xuống đất thì là cây đó phải có đế hết nha anh em. Nè, cây mai này đế nè, tí nơm nè, tứ diện đất mặt nè ha, đâu mười mấy cọng rễ gì đó, mình chưa có đếm nha anh em. Thì là trên em khuyên anh em là nên là phải chọn những cây mai nào có đế ha, đế nơm, đế lò xo, đế quái, nói chung là cây nào mà có đế đẹp á, anh em cảm thấy đẹp anh em phải trồng nha. Còn mà trồng mai mà nếu anh em trồng chơi á, thì 2-3 cây á, thì anh em muốn trồng sao anh em trồng, còn anh em trồng kinh tế mà sau này anh em bán á, thì anh em phải chọn cây có đế. Đó, những cây này em chuẩn bị xuống đất nữa nha, là nha anh em. Đây đó, bộ đế của cây đó, đế nơm ha, chưa có sắp luôn nha anh em. Nhưng mà mình phải trồng cho cây mai mình có đế trước đã ha. Còn chi tàn nè, cắt ha, từ từ mình tính sau nha. Nè, cây mai nữa ha, đế nè, cũng trên chục cọng rễ nha. Đó, anh em phải ưu tiên đế đầu tiên nha anh em. Nè, đó, bộ đế của cây mai của em nè, quấn lò xo ha, cũng nhiều vòng nha. Đó, tàn nè. Đó, mình chuẩn bị xuống đất luôn nha anh em. Đây, quay cho anh em xem tham khảo ha, một số bộ đế bên vườn mai của em nha. Đó, đủ dạng đủ kiểu hết nha anh em, chứ không có gặp khuôn nha. Đó, nè, anh em xem tham khảo chơi cho vui nha. Đó, đối với em là ưu tiên bộ đế đầu tiên nha anh em. Đây đó, đế của cây mai ha, đây nha anh em. Nó để tạo bộ đế này thì anh em xem lại những video đầu tiên của em ha, thì em đã chia sẻ cách để tạo ra những bộ đế mai đẹp đó. Cách tạo bộ đế nơm là như thế nào nha anh em, thì đem xem lại những video trước ha, những video đầu tiên á em quay trong video, trong cái YouTube á, thì anh em xem những video đó ha. Nè, cây nhỏ xíu mà cũng 4-5 cọng rễ nè ha. Đó, đây, nói chung là có nhiều cây rễ đẹp rễ xấu nha anh em, mà em chưa tính tới chỗ mà chỉnh nha, mình chỉ mới là tạo cho cây mai nó bộ đế trước đã, sau đó anh em muốn sắp sau đó anh em sắp nha. Đấy, rồi anh em xem kênh thấy hay thì nhớ cho em một like và bấm vào nút đăng ký kênh nha anh em. À, đây một số cây nhỏ nè, cây nhỏ cắt tàn nè anh em, nó không có tàn, nó không được đẹp em cũng cắt rồi ha, bộ đế nơm này ha. Đây bộ đế của cây nữa nha anh em, à, đa dạng kiểu hết nha, em không có gặp khuôn đế nha anh em. Ấy, buồn buồn chia sẻ đem chơi cho vui ha.
cuối tuần. Đây. À, đế nó u lên thêm một cục ha. Sau này nó sẽ là tạo thành một cái củ đế nha nè. Đây. Đó, cây này cũng cắt tược rồi nha anh em. Đó, bộ đế của cây. Nè, sẽ chia sẻ với anh em một bộ đế cây nữa ha. Bộ đế cây nằm ngang rồi nha anh em. Như hình này con này kia, con rồng hay con rắn gì nằm nha anh em. Sau này nó lớn nó sẽ đặt lại khích lệ với đây nha, ở đây lại với nhau nha. Đó, một đế của cây nữa nha anh em. Đó, mình mới cần cho nó dạt cái tàn ngang qua nha anh em. Rồi, em quay cho anh em xem một số mai quấn đế lò xo bên em ha. Đấy. Nên anh em tham khảo cho vui nha. Đó, bộ đế lò xo bên em nha. À, ok. Chung bây giờ còn nhiều quá, trồng không kịp anh em ơi. Khoảng 200 cây đã xử lý đế rồi hết rồi ha. Bây giờ chỉ cần xuống đất nữa thôi là nó phát triển như những cây mai mà trong những video trước em đã quay cho anh em xem nha. Đây. Rồi, em chia sẻ bao nhiêu điều với anh em thôi ha. Thì chúc anh em cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Rồi em xin mến chào anh em nha.